thủ lĩnh Trinh Dinh, tôi tên là Mai Thị Mỹ Hạnh, tôi ở thị trường Vĩnh Long. Trước kia thì cỡ một năm tôi có đi kiểm tra siêu âm thì nói là tôi có tuyến giáp mà không có lớn lắm. Thì sau khi tôi lúc đó thì tôi cũng đã dùng Suri rồi, thì bà người kiểm tra là bạn của tôi thì nói là đi lên tuyến trên coi coi nó lành hay là nó như thế nào. Thì cũng thấy còn nhỏ lắm không sao. Thì tôi uống sản phẩm Siberi, thì tôi tự tin là sản phẩm Siberi. Tôi mới vừa về kiểm tra cách nay nửa tháng thì bạn ấy nói là nó có nhiều cục nhỏ dữ lắm. Thì xin hỏi bác sĩ, tôi không biết làm sao mà nó có nhiều cục nhỏ dữ lắm. Nó thì cũng nói gì nói vậy hả, để kỳ này bạn lưu lại cho tôi nha, để tôi 6 tháng sau tôi xuống kiểm tra này. Thì cũng thấy mình bình thường, không có vấn đề gì cả. Uống Siberi rất là nhiều, uống bộ ba thanh lọc hết tinh tất thành tập, uống rất là nhiều thứ. Thì cái viêm xoang nè, khớp nè, rồi kể cả thấy mình cũng trẻ khỏe ra, hàng ngày làm rất là nhiều thời gian. Chỉ nghĩ là trong 30 phút giấc trưa thôi thì sức khỏe cũng chưa có uống thuốc tây bao giờ. Dịch Covid thì cũng không có để một miếng thuốc tây paracetamol ở nhà cả, chỉ dùng là sản phẩm Siberi thôi. Chích ngừa Covid, nhìn ngừa vaccine thì cũng rất là khỏe, không có bị hành. Nói chung là cơ thể tôi thì đã 50 tuổi rồi, nhưng mà cơ thể thì rất là khỏe, làm suốt ngày. Nhưng mà không biết sao mà nó nhỏ lên tinh ở đây rất là nhiều. Nó là rất là nhiều cái tuyến giáp, xin hỏi bác sĩ cho biết thêm và dùng cái gì để nó triệt tiêu đi hết ạ. Xin cảm ơn bác sĩ và cả nhà lắm nha. Rất là cảm ơn chị đã có cái chia sẻ và có cái câu hỏi, nó cũng rất là thường kỳ với nhiều người thôi, vẫn kể cả các cái bác sĩ trong chuyên ngành. Mà nếu không phải làm ở chuyên ngành của về nội tiết như vú cổ mà đến siêu âm thì đều giật mình khi thấy rằng là tại sao là mình vẫn bình thường mà tại sao lại tuyến giáp của mình nó lại bị nhiều cái biếu nhân như thế. Thì hiện nay cái tỷ lệ cái biếu nang và biếu nhân ấy, thì ở do cái nguyên nhân gì, hay môi độc tố hay môi trường hay gì nó gây một cái rối loạn thế, thì nó thấy rằng là nó rất nhiều các cái nguyên nhân mà các nhà nội tiết cũng chưa tìm ra. Chỉ có khi siêu âm thấy một cái nang nào đó nó có cái nhân nó đậm đặc, nó không bình thường và nó phát triển, nếu như là 6 tháng hay là 1 năm sau mà nó phát triển nhanh hơn cái bình thường ấy, thì người ta mới đưa lên tuyến trên để gọi là chọc dò dưới siêu âm để lấy cái tế bào trong đó ra xét nghiệm để kiểm tra xem nó có phải ung thư hóa hay không thôi. Nhưng nếu cái biếu đó mà cả một năm nay rồi bác sĩ siêu âm của chị đấy siêu âm thấy nó vẫn cứ như thế thì chị cứ yên tâm, chị không có lo lắng gì cả. Chị nếu như nó có biểu hiện ra nó mà nó không biểu hiện ra bên ngoài, nó gây cảm giác nếu chị bây giờ đeo một cái dây chuyền hay cái vòng gì mà nó xấu thì chị cũng phải lo lắng thôi. Chứ còn nếu nó không ảnh hưởng gì mà sức khỏe mình vẫn bình thường thì chị cứ yên tâm dùng sản phẩm của Siberi để nó giữ sức khỏe tất cả cơ thể mình chứ không riêng gì cái biếu nhân đó. Thế còn cái mình khi dùng các cái sản phẩm đó mà nó có một cái tác dụng chuyển hóa dần dần, nếu nó là cái biếu nang thì nó sẽ giải quyết được một cách dần dần và nó sẽ nhỏ lại, cũng như là thủ lĩnh hai mẹ con thủ lĩnh Nam đã gặp đấy. Đấy là một cái rất là thực tế, bởi vì những cái biểu hiện này, cái tỷ lệ hiện nay không biết ở miền Nam thì nào, nhưng ở miền Bắc theo thống kê của Viện Nội tiết Trung ương ấy, đó là cái tỷ lệ nữ đúng là bị nhiều hơn nam. Nhưng cái điều là nếu như ở nam giới mà khi rối loạn về cái tuyến giáp này mà bị ung thư hóa thì nam, cái độ di căn và cái độ nguy hiểm của nam giới rất là lớn và rất là nguy hiểm hơn là nữ giới là như vậy. Thường là những người nào mà nam giới mà bị mà phát hiện ra biếu của tuyến giáp ấy thì hầu như là cái tỷ lệ ung thư hóa rất là cao. Thế nhưng là nữ thì lại bị rất nhiều, nhưng mà cái tỷ lệ ung thư cũng phải nhiều. Nhưng cũng phải chia sẻ với tất cả cô bác chị rằng trong hàng trăm loại ung thư thì ung thư tuyến giáp là một cái ung thư gọi là hòa bình nhất, gọi yên lành nhất.
đấy là một cái về phía, trừ khi chúng ta là không có điều kiện ở đi coi thường sức khỏe của mình, cứ để nó lên nó tác động đến rất nhiều mà nó di căn rồi thì nó ở cái giai đoạn 3, giai đoạn 4 rồi thì đóng không nói gì. Nhưng có những người là giai đoạn 3, giai đoạn 4 không có di căn gì, cắt cả hai tuyến giáp, bây giờ vẫn là bạn của đồng bác sĩ, vẫn còn đi làm bình thường luôn, không có vấn đề gì cả. Đấy là nhưng chỉ có một điều là phải dùng sức khỏe, dùng tuyến cái nội tiết đấy của Tây Y đấy suốt đời. Và cũng nói thật rằng là bạn ấy bảo khi cất tuyến giáp đi khỏi khỏi rất là ghét chồng, không muốn gần gũi chồng, tức là nó suy giảm cái đợt sinh lý như đấy. Đấy là một cái thực tế của cái tuyến giáp đấy. Còn nếu như chị thấy sức khỏe bình thường mà thế thì chị cứ yên tâm dùng sản phẩm của Siberi và nó hỗ trợ cái này. Đến một thời gian nào đến bác sĩ siêu âm có khi lại bảo là không biết làm sao nó lại mất đi ấy. Đấy là một cái thực tế, xin trả lời với chị ạ như vậy. Vâng, xin cảm ơn chị ạ. Dạ, rất cảm ơn bác sĩ ạ. À, nghe bác sĩ nói là nam bị thì rất là nguy hiểm hơn. Thực tế là ông xã cũng có bị như vậy đó, nhưng mà cũng còn nhỏ như vậy đó. Xin bác sĩ là cho biết là cần bổ sung silen hay các thứ sản phẩm liều lượng như thế nào để cho có hiệu quả cao hơn. Ở nhà thì ông xã trong tháng 10 thì mổ ruột thừa, nhưng mà sau 10 ngày nằm bệnh viện, trong 21 về thì hoàn toàn không uống một viên thuốc tây nào nữa. Tuy là khi về thì bác sĩ cũng cho thuốc tây, nhưng mà còn là Hạnh đưa Novomin, Siberi, tất cả rất là nhiều kẽm, rồi xăm, rồi Novo Immune uống tăng liều, nói chung là rất là nhiều thứ Hạnh bổ sung. Nhưng mà anh ấy rất là mau khỏe lại. Dạ, lúc mà 10 ngày về là rất là ốm, rất là xanh xao. Nhưng mà khi mà về á, là tự anh ấy Hạnh định nói rằng á, là anh cứ uống thuốc tây, bác sĩ chỉ dẫn và uống bổ sung hay những sản phẩm Siberi này thôi. Nhưng mà tự nhiên anh ấy thấy á, uống thuốc tây nó rất là tác hại, thế anh bỏ luôn. Thì anh dùng Siberi không thì anh cũng khỏe lên. Sau 10 ngày anh mổ đại tràng với ruột thừa. Dạ. Rồi bây giờ thì chiều hôm đó thì cũng đi xuống kiểm tra luôn, thì anh cũng còn tuyến giáp. Nhưng bác sĩ nói là nam có tuyến giáp thì nó sẽ nguy hiểm hơn, thì xin bác sĩ cho những cái liều lượng nào tăng lên cho anh uống cho nó hiệu quả nhất. Được, bây giờ là rất là chúc mừng chị và cả anh chị cũng đã rất là kịp thời gọi là khám và phát hiện ra. Nhưng mà cũng nói với chị là đấy là nói cái tỷ lệ về nam giới bị nó dễ có cái tỷ lệ là ung thư hóa nó cao hơn, chứ không có nghĩa rằng là tất cả. Nhưng với khi mình đã dùng cái sản phẩm Siberi này, bây giờ mình dùng thanh lọc, mình dùng thanh lọc từ polyline cho đến là kể cả dùng zone comfort cũng được. Tất cả cái dòng thanh lọc của Siberi này nó vô cùng tuyệt diệu, là nó thanh lọc không phải là cơ học, mà nó thanh lọc hệ bạch huyết. Các anh các chị phải hiểu rằng là thanh lọc hệ bạch huyết, còn cái bộ ba thanh lọc đấy nó thanh lọc cấp độ tế bào, nó loại trừ tất cả những tế bào lỗi, tế bào ung thư, nó là như vậy. Để dùng Novomin thì nó lại cũng có một cái tác dụng nữa, đó là chống các cái chất oxy hóa tự do để nó xâm lấn vào tất cả các cái tổ chức, các tế bào nào cũng đều bị loại bỏ. Và đặc biệt là cái hệ miễn dịch của mình nó một cái đội quân vô cùng tinh vi và rất là tinh vi và có một cái sức khỏe đề kháng, nó giúp cho cơ thể mình khỏe mạnh, nó là như vậy. Thế bây giờ anh đã mổ và anh không cần dùng đến kháng sinh, nó rất là tuyệt vời rồi. Anh mới dùng Novin mà chúng ta đã thấy là cái vết thương nó lành, thì chúng ta tiếp tục dùng và chúng ta bổ sung vào với cái cơ thể chúng ta. Đây đúng là một cái sự dự phòng, cái sự chăm sóc sức khỏe của đồng. Nếu như chúng ta dùng đến hết khi hết dịch bệnh, hoặc là chúng ta tiêm vaccine đầy đủ rồi, chúng ta đến bệnh viện chúng ta kiểm tra gọi là khám sức khỏe một cách tổng thể, là để chúng ta biết cái tình trạng sức khỏe chúng ta thôi, chứ chúng ta không phải lo lắng về vấn đề là cái tuyến giáp, cái biếu nhân, cái biếu đơn thuần ở trong cái biếu rất nhiều người cũng có, nhưng nó không phát triển, nó vẫn cứ nằm như thế. Nó do một cái quá trình rối loạn nào đó của cơ thể, nó thiếu iốt hay nó có một cái nguyên nhân gì khác mà nó xuất hiện những cái biếu như thế vậy thôi. Nhưng còn nếu như cái biếu mà nó lại trong các cái biếu nhân đấy, nó có một cái nó phát triển, nó to lên mà nó lại gây do chèn ép
ra vào các cái hệ thanh quản hay thực quản thì nó sẽ có cái biến đổi luôn. Thực quản thì chúng ta phải lưu ý là chúng ta phải đi khám ngay. Nhưng còn nếu chúng ta dùng sản phẩm chi mà nó cứ như thế, chúng ta chung sống với nó không có vấn đề gì cả. Vậy thì chúng ta tự lắng nghe cơ thể mình, ta sẽ biết những cái biến đổi của mình. Đấy mà chia sẻ với chị Hạnh như vậy. Vâng, xin cũng như các cô bác anh chị khác. Vâng, xin cảm ơn ạ. Dạ, xin biết ơn bác sĩ Đồng và Tịnh An, tất cả các anh chị trên Zoom đã lắng nghe. Vâng, cảm ơn bác sĩ Đồng và cảm ơn câu hỏi của chị Hạnh. Thực tế là như thế này ạ, bác sĩ Đồng đã trả lời hết rồi. Chúng ta dùng đặc biệt là cái Lim Pure Life hoặc Lim Comfort đều tốt ạ, thanh lọc hệ bạch huyết. Thực ra tại sao dùng Lim Comfort thì tất cả các anh các chị cũng biết rồi đó, Lim Comfort nó vô cùng tuyệt vời, nó làm được mềm cả mòn cả các cái sỏi thận. Chính vì thế nên chúng ta dùng trong các cái trường hợp vô cùng tuyệt vời. Và có một cái chia sẻ nữa là tất cả những cái sản phẩm chị dùng rồi, chị dùng thêm cái Vita Dẹp Manium nữa. Vita Dẹp Manium ạ. Đó. Ngày có thể, những ngày này có thể dùng lên 4 viên một ngày. Có điều kiện thì dùng 4, không thì dùng 2. Nhưng mà để anh mới phẫu thuật xong rồi tất cả mọi thứ, bởi vì thực sự cái đấy nó tái tạo cái tế bào và nó trẻ hóa và tái tạo cái tế bào vô cùng tuyệt vời. Nó chống cái gốc tự do, mà nguyên nhân gốc tự do là nó gắn vào nó và tranh chấp các cái phân tử của tế bào và nó gây ra cái bất thường tế bào là như vậy đó. Thì Vita Dẹp Mô chống được gốc tự do, và những người có khối u hoặc là không may bị cái bệnh ung thư thì nên dùng Vita Dẹp Mô liều cao. Đấy là một cái chia sẻ thêm, cảm ơn bác sĩ Đồng rất là nhiều, cảm ơn chị Mỹ Hạnh. Vâng, xin mời.